Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã ra hai clip ở cái bài số 10 đúng không nào? Và chúng ta đã nắm được các kiến thức rất cơ bản ở trong hai bài này rồi, và thầy cũng đã giải cho các em clip thứ hai, nó cũng khá là dài. Thì đúng không nào? Tới 30 mấy phút ở trong bài 10. Clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 11, đó chính là luyện tập bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn, cấu hình e trong nguyên tử và tính chất của các nguyên tố học nha. Thì thực chất là cái bài này chúng ta ôn lại thôi các em, chứ những kiến thức này thì chúng ta cũng đã nắm hết rồi, chứ không phải là chưa nắm. Ok, chúng ta đi sang phần A, đó chính là kiến thức cần nắm vững nhé. Rồi ok các em, tại vì cái chương này toàn bộ gần như là nó là cái phần lý thuyết, nên là chủ yếu là chúng ta ghi nó hơi bị mỏi tay nha, nên thầy đánh chỗ nào thì chúng ta ghi chỗ nấy nha. Kiến thức cần nắm vững này, chúng ta một cấu tạo bảng tuần hoàn. A, nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì nó có ba nguyên tắc các em. Đó chính là gì các em? Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Đó chính là cái số hiệu nguyên tử Z mà chúng ta đã được biết rồi đúng không nào? Các nguyên tố có cùng số lớp E trong được trong nguyên tử được xếp thành một hàng. Ha, một hàng nghĩa là chu kỳ được các em. Nghĩa là số lớp, đó chính là tương ứng với chu kỳ mà chúng ta được học rồi. Các nguyên tố có số E trong hóa trị như nhau được xếp thành một cột, đây chính là nhóm này các em này. Đây chính là nhóm, cột đó chính là nhóm, còn hàng đó chính là chu kỳ. Thì chúng ta sẽ ghi giùm thầy ở phần này vào cho thầy nhé. Đã được không? Tiếp tục, đó chính là ô nguyên tố. Thì mỗi nguyên tố xếp vào một ô. Thì trong ô nguyên tố này chúng ta, nó sẽ biểu thị về cái số thứ tự này, độ âm điện này, rồi số lớp này, hóa trị này vân vân. Thì trong cái bảng hệ thống tuần hoàn đây nha, bảng hệ thống tuần hoàn của chúng ta, và các em cũng nên mua, chúng ta nên mua cái bảng này, tại vì nó rất là rẻ. Và cái bảng này nó giúp ích cho chúng ta, nghĩa là trong một cái ô nguyên tố thì chúng ta biết được rất là nhiều. Ví dụ số hiệu nguyên tử là số thứ tự này, Z này, cũng là số proton và electron luôn các em. Các em hiểu nè, khối lượng nguyên tử này, nghĩa là nguyên tử khối đó các em. Và ở đây hôm trước thầy đã hướng dẫn em cái cách làm tròn rồi ha, làm tròn để chúng ta biết cách lấy rồi đúng chưa. Khối lượng riêng, khối lượng riêng này, trạng thái oxy hóa này, phân loại theo nhóm, ký hiệu, tên, độ axit gì gì đó. Rồi ok, thì trong này nó ghi, người ta ghi rất là rõ, có được chưa? Đó chính là ô nguyên tố. Chu kỳ, tới phần C đó chính là chu kỳ, mỗi hàng, đây các em, đây. Chu kỳ thì, trong bảng hệ thống tuần hoàn chúng ta thì chu kỳ thì nó xếp theo hàng ngang này các em này. Đây, chu kỳ 1, chu kỳ 2, trong đây nó có 7 chu kỳ các em, 7 chu kỳ, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đó, được chưa? Mỗi hàng là một chu kỳ, thế chứ nào? Bảng có 7 chu kỳ, 3 chu kỳ nhỏ gọi là chu kỳ 1, 2, 3, 4 chu kỳ lớn là 4, 5, 6, 7. Ha? Phần này chúng ta đọc nha. Nghĩa là chúng thầy chỉ mang tính chất hệ thống lại, giới thiệu lại cho các em thôi. Chứ còn thực chất những cái phần này chúng ta được học hết rồi. D là các cái nhóm. Đây, nhóm thì biểu hiện thì là ở cột các em. Thì nó có nhóm A, B. Ha? A thì ở đây là 1A này, 2A, ha? 3A, còn B là phía dưới đấy các em. Đây. Được chưa? Rồi, phần này chúng ta cũng sẽ đọc trong thầy các em nhé. Và chúng ta sẽ ghi vào trong vở giúp thầy. Ok. Đó chính là cái cấu tạo của bảng tuần hoàn là như vậy. Rồi, được chưa? Hai, đó chính là sự biến đổi tuần hoàn. Ở phần A là cấu hình E trong nguyên tử. E trong của nguyên tử thì ở đây chúng ta sẽ ghi giùm thầy vào nha. Số E trong lớp ngoài cùng của nguyên tử, các nguyên tố ở mọi chu kỳ tăng từ 1 đến 4, thuộc các cái nhóm từ nhóm 1A cho tới nhóm 8A. Nhóm 8A đây là nhóm khí hiếm nè các em nha. Rồi, còn cái phần B. Phần B này, đây là chu kỳ này, đây là nhóm này. Chúng ta dựa vào đây để chúng ta xác định này. Ok, bây giờ dựa vào đây thầy sẽ ghi cho các em một số ý để chúng ta có thể ghi vào trong vở nhé. Trong chu kỳ này, bây giờ thầy sẽ ghi trong chu kỳ trước nhé. Trong cùng chu kỳ, nó đi từ trái sang phải nha. Từ trái sang phải này.
thì chúng ta phải nhớ giùm thầy những cái ý này các em này, để chúng ta đi làm bài tập này. Thứ nhất là tính kim loại này như thế nào em? Tính kim loại nó giảm hay tăng này, chúng ta được học rồi nè. Tính kim loại nó sẽ giảm này. Tính phi kim sao? Tính phi kim tăng. Đó, chúng ta cần phải nắm nhân cho. Rồi. Thứ hai là tính axit. Tính axit của oxit. Của oxit và hydroxit tăng ha, tăng. Và đồng thời là cái tính gì giảm em? Tính bazơ sẽ giảm. Được chưa? Tiếp tục cái bán kính nguyên tử giảm. Độ âm điện thì như nào? Độ âm điện tăng. Được chưa? Đó chính là trong một chu kỳ. Ok. Bây giờ chúng ta có là trong cùng nhóm A nha. Thì đi từ trên xuống nhé. Từ trên xuống. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có này. Thì nó lại ngược lại bên này em. Tính phi kim là giảm, tính kim loại tăng. Được chưa? Thứ hai là tính axit của oxit, do thầy bị viêm mũi dị ứng nên ngứa mũi nghe. Tính axit của oxit và hydroxit giảm, tính bazơ tăng. Được chưa? Tiếp tục bán kính nguyên tử tăng. Độ âm điện thì giảm. Đó, đó là trong cùng nhóm A nha. Đây, chúng ta ghi một xíu. Đây, chúng ta phần 2 chúng ta ghi một số ý như vậy cho các em nhé. Để chúng ta khi đi xác định một cái nguyên tố nào đó so với các nguyên tố lân cận thì chúng ta phải biết. Được chưa? Ok. Rồi. Được chưa nào? Chúng ta đi sang phần tiếp theo nữa, đó chính là cái định luật tuần hoàn nha. Định luật tuần hoàn thì phần này thì chúng ta cũng sẽ ghi vào trong vở thôi, đã có sẵn rồi. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập luôn nhé. Ở trong đây nó có 9 bài các em. Thầy sẽ làm, nếu được thì làm hết, còn nếu mà nó dài quá thì thầy sẽ cắt ra thành 2 clip các em nhé. Ok. Rồi, chúng ta đi sang bài số 1 các em nhé. Ta có câu A. Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kỳ với là nhóm? Bây giờ để mà người ta căn cứ để mà xếp vào chu kỳ á thì người ta căn cứ vào đâu các em? Đó chính là cái số gì? Chúng ta học chúng ta biết rồi, đó chính là cái số lớp electron trong nguyên tử. Thì nó có cùng thì nó được xếp vào trong một chu kỳ. Không? Còn nhóm thì sao các em? Đó chính là chúng ta căn cứ vào cái số electron hóa trị của nguyên tử. Ha nào. Như vậy thì ở đây chúng ta có hai cái. Thì thứ nhất ấy, là bây giờ chúng ta căn cứ vào để xếp vào trong chu kỳ này là các cái nguyên tố thế nào, có cùng cái gì các em, có cùng số lớp electron trong nguyên tử không nào, trong nguyên tử được xếp vào một chu kỳ. Được chưa? Còn bây giờ để xếp vào một nhóm thì nó sẽ căn cứ vào cái số electron hóa trị, đúng không nào? Thì các cái nguyên tố có cùng số electron
hóa trị trong nguyên tử. Đó nè, được xếp thành một một nhóm. Ok, chúng ta đi sang câu B game nhé. Thế nào là chu kỳ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kỳ nhỏ, bao nhiêu chu kỳ lớn? Mỗi chu kỳ có bao nhiêu nguyên tố? Như vậy thì thế nào là chu kỳ? Thì chúng ta đã biết rồi. Tí thầy sẽ ghi cho các em sau. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kỳ nhỏ? Đó chính là 3 đúng không nào? Nó có 7 chu kỳ nhưng mà có 3 chu kỳ nhỏ và 4 chu kỳ lớn em. Ha. Đó. Rồi ok. Mỗi chu kỳ bao nhiêu nguyên tố? Thì chúng ta dựa trong bảng hệ thống tuần hoàn để chúng ta trả lời nha. Là có 3 ý nha. Chu kỳ là gì? Thì chu kỳ ở trong sách giáo khoa người ta đã ghi rất rõ rồi em. Chu kỳ là dãy nguyên tố. Mà nguyên tử của chúng có cùng cái gì em? À, có cùng cái số lớp. Số lớp electron. Đó nào, và được xếp theo gì? Và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần hay giảm dần? Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Đó chính là chu kỳ em. Bây giờ người ta hỏi là có mấy chu kỳ nhỏ và mấy chu kỳ lớn đúng không nào? Thì bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ. Có 7 chu kỳ. Trong đó là có 3 chu kỳ nhỏ. 3 chu kỳ nhỏ. 1 2 3 đấy các em. À, 3 chu kỳ nhỏ. Như vậy thì trong đó cái chu kỳ 1. Chu kỳ 1 là có mấy nguyên tố các em? À, có 1 nguyên tố. Chu kỳ 2 có là bao nhiêu em? Có 8 nguyên tố. Còn là chu kỳ 3 có mấy nguyên tố em? À, cũng có 8 nguyên tố. Em dựa vào bảng tuần hoàn này nha. Đây. Em hiểu không? Chu kỳ 1 à. 1 2 3 đây. Đó. Chứ không bảo thầy lấy đâu ra nữa, chết. Có đúng không nào? Tiếp tục. Đấy là ba cái chu kỳ nhỏ nha. Bây giờ chúng ta có 4 cái chu kỳ lớn. 4 cái chu kỳ lớn đúng không nào? Thì chu kỳ 4 và chu kỳ 5. Thì đều có bao nhiêu nguyên tố em? Chúng ta đếm thôi nào. Đếm bên ngoài đấy. À, đó chính là đều có là 18 nguyên tố nha. Chúng ta đếm thế nào. Rồi nè, chu kỳ 6. Chu kỳ 6 là có 32 nguyên tố. Không, còn cái chu kỳ 7 thì các nhà khoa học người ta đang nghiên cứu và bổ sung nó chưa đầy đủ nên các em ghi thành là chưa đầy đủ nhé. Đó, chưa đầy đủ. Đó chính là bài số 1 em. 1A này. Một B em. Các em nhìn xíu nào. Em muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Đó. Được chưa? Chúng ta đi sang bài số 2 nhé. Ta đi sang bài số 2 nha. Tìm câu sai trong những câu dưới đây. Nhớ là câu sai nha.
chứ không phải câu đúng em nha. Câu E là trong chu kỳ các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Đúng rồi, đúng rồi, câu này đúng loại ra, ta đi tìm câu sai. Trong chu kỳ các nguyên tố được sắp xếp theo chiều hiệu nguyên tử tăng dần, cũng đúng rồi. Câu C, nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ, nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có số electron bằng nhau, có đúng hay không em? À sai này, câu này sai chắc này. Câu D này, chu kỳ thường bắt đầu là một kim loại kiềm, kết thúc là một khí hiếm, trừ chu kỳ 1 và chu kỳ 7 chưa hoàn thành. Đúng, câu D đúng. Như vậy câu C này sai. Ta chọn câu C nhé. Câu này rất là dễ, có đúng không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang câu số 3 nhé. Ta có câu số 3 kia. Ta có là gì đây? Từ trái sang phải trong một chu kỳ. Nhớ là từ trái sang phải nha. Từ trái sang phải. Đây. Từ trái sang phải là như thế này kia. À, trong một chu kỳ thì ví dụ như chu kỳ 4 đây, từ trái sang phải nghĩa là kali, từ kali đến canxi, scandium, titanium, vanadium, từ đây qua đây này, từ trái sang phải là như vậy nha các em nha. Tại sao bán kính nguyên tử các nguyên tố giảm thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng? Thế nào? Thì chúng ta thấy là trong một chu kỳ á thì cái gì tăng? À, cái điện tích hạt nhân trong nguyên tử sẽ tăng dần. Thì chắc chắn cái bán kính nguyên tử nó như nào? Nó sẽ giảm dần. Nên cái khả năng gì? Cái khả năng nhường electron nó sẽ khó hơn. Không? Đặc trưng cho tính kim loại là giảm dần. Đồng thời khả năng thu nhận electron đặc trưng cho tính phi kim nó sẽ tăng dần. Các em hiểu không? Nếu như nhường á thì nó là đặc trưng của tính gì? Tính kim loại. Mà nhận thì đó chính là đặc trưng của tính phi kim. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời như sau các em nhé. Thì trong trong một chu kỳ, trong một chu kỳ cái gì tăng này? Điện tích hạt nhân tăng dần, có đúng chưa nào? Cái gì giảm? Bán kính nguyên tử, bán kính nguyên tử giảm dần. Nên sao nào? Cái khả năng nhường electron thế nào? Khó hơn. Khó hơn. Đó chính là đặc trưng. Đặc trưng cho gì? Tính kim loại. Giảm. Được chưa nào? Giảm dần. Đồng thời cái khả năng thu gì? Thu nhận. Nhường thì khó nhưng mà là nhận thì dễ, đúng không nào? Thu nhận electron dễ dàng. Thế nào? Đặc trưng cho gì? Đặc trưng cho tính, đặc trưng cho tính phi kim tăng dần. Đó. Đó chính là cái bài số 3 các em. Được chưa? Các em hiểu nào? Bắt đầu từ bài số 4 thì thầy sẽ làm cho các em trong clip sau nha. Từ bài 4 cho tới bài số 9. Các em đồng ý không nào? Ok. Như vậy thì trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta bắt đầu từ bài 4. Như vậy thì các em học mà các em cảm thấy hay, dễ hiểu thì giúp thầy clip quảng cáo, chia sẻ các bạn và luôn luôn ủng hộ thầy để thầy tiếp tục có động lực để mà ra những video tiếp theo các em nhé. Xin cảm ơn các em đã luôn luôn đồng hành và theo dõi hết video của thầy. Một lần nữa thầy xin chân thành cảm ơn các em. Ok. Bye bye.